Dạ chào đội trưởng. Dạ sao giọng khang dữ vậy? Dạ hôm qua em làm MC hơi lố anh. Làm MC chương trình gì? Tối hôm qua làm chương trình khai trương tiệm áo cưới. À. Dạ tên là gì? Dạ em tên là Trương Bá Ma Long ạ. 26 tuổi. 26 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là gì? Em đang công tác ở đâu? Em tên là Trần Ngọc Hiền, năm nay em 25 tuổi và hiện em là giáo viên mầm non ạ. Sở thích của mình là cái gì nè? Dạ em thích xem người khác biểu diễn lắm. Ví dụ như một người sơn đông mãi võ nè, hoặc là một người ca sĩ hát rong, hát kiều kéo. Những người đó em đều rất là trân trọng ạ. Em thích MC không? Dạ thích, thích cứ vô cùng. Anh bên bển làm MC á. Dạ. Bên đây có hai anh MC, một MC đám cưới và một MC đám giỗ. Không, MC làm ngày phụ thôi. Ngày chính làm gì? Em hiện tại làm phó giám đốc của công ty bất động sản Lộc Sơn Hà. Rồi, lý do tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, lý do mà chưa có người yêu là chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là trước 21 tuổi. Là trong cái giai đoạn này là em chơi với bánh bèo không à. Ủa chơi bánh bèo là sao? Dạ là chơi với mấy bạn gái giống em nè. Gái dạ. Rồi bánh bèo. Em hay nói vui á, bánh bèo với bánh gai. Ảnh vợ bánh gai, em bánh bèo. Anh bên đây bánh mì. Anh là bánh u. Rồi sau đó, sau cái giai đoạn chơi với bánh bèo, lên mình học cao đẳng á, thì mình tiếp tục chơi với bánh bèo. Tại vì giáo viên mầm non là chỉ tèo bánh bèo thôi. Dạ, rồi sau giai đoạn sau này là đi làm thì đa số là phụ huynh nè, hoa đã có chủ, không thể nào đập chậu và cướp hoa được. Nên vì vậy mà ế luôn tới giờ. Bức ưu điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em á, em nghĩ là em biết lắng nghe và em biết chia sẻ. Em sống rất là tình cảm. Khi mà người ta có những tâm sự gì đó, em nghĩ là em có thể làm cho người ta có thể vơi đi nỗi buồn. Dạ. Khuyết điểm của em á thì em hay mít ướt lắm. Em hay xúc động khi nói về mẹ của em. Hoặc là khi mà em thấy một câu chuyện cảm động rồi đó trên TV thì em cũng xúc động. Mình muốn một cái người bạn trai của mình là một người như thế nào? Đối với người bạn trai của em á, ngoại hình á là một cái ưu tiên mà không bao giờ em chọn hết. Cái đó không là... Đúng rồi. Nói chuyện khó hiểu. Tưởng đâu là ưu tiên, tự nhiên ưu tiên mà không bao giờ em chọn hết. Cũng nói ngược nữa. Rồi. Nên em cần anh ấy có một sự chững chạc và điềm tĩnh. Tại vì em thích một người mà có cảm giác là cho em có sự an toàn. Vậy thôi. Đơn giản vậy dạ. Trời. Đáp ứng được không em? Dạ em dư luôn anh ơi. Quá dễ luôn, cái đó mà không được nữa là thôi. Em dư luôn. Dư luôn hả? Ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Có nói cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ. Ưu điểm của em thì rất là nhiều. Vui tính, hòa đồng, chịu thương, chịu khó, siêng năng, có tư duy thành công, yêu thương ba mẹ, bạn bè, gia đình và mọi người rất là yêu thương em. Nhược điểm của em là đôi lúc hơi nói nhiều tí xíu. MC mà anh. Rồi em thích làm cho mọi người cười. Mọi người cười vui quá cái mình cười luôn, cái đôi lúc nó hơi lố tí xíu. Khuyết điểm gì nữa không? Ăn nhiều đó anh. Anh nói vậy đó, em thấy sao? Là anh là một người đàn ông rất là lý tưởng đối với những cô gái. Có lý tưởng nói với em không? Nói nhiều thì em hơi e ngại. Hơi e ngại hả? Dạ. Tại mẫu người của em á là anh Đinh Tiến Đạt. Anh Đinh Tiến Đạt anh rất là ít nói. Có gì anh kêu lại em ơi. Trong đó có một sự điềm tĩnh và em thấy là sự an toàn đó, em thích như vậy. Anh sẽ che chở cho em. Vì sao hồi nãy nói không có cần ngoại hình? Đúng rồi, anh Đinh Tiến Đạt anh lùng lắm. Thì còn cái điểm nào mà không thích ở một người bạn trai không mà chị qua chị coi mặt? Em á hả, em không thích là cái anh đó mà lần đầu tiên gặp mặt em á mà hay đụng chạm vào người của em á. Có những cái sự dê nhẹ nhẹ là không dạ, thích. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Dạ đơn giản vậy thôi. Rồi vậy thôi nha. Dạ vâng. Nhớ gặp người ta. Thấy cái mặt này quen quen ta. Nói chương trình em làm giám khảo đó. Bữa chị khen em đó. Chưa có bạn gái? Dạ có mà chia tay rồi chị ơi. À vậy là cái cô bữa hổm mà tới bạn có thực tài là bạn gái đúng không? Tôi nhớ cô đó đẹp lắm à. Dạ. Dạ, cái con mà quay trên là bạn gái. Còn cái con mà ra diễn chung với em là em gái. Nói chung xung quanh lúc nào cũng toàn là con gái. Dạ. Mà hôm nay đi lên bạn muốn hẹn hò, muốn tìm thêm một bạn gái nữa. Dạ. Dạ luôn. Tham lam quá vậy. Tại ở ngoài mình không có duyên, nhà chương trình trợ duyên giùm em. Phải không? Dạ. Thích cô gái hay cái mẫu lý tưởng giống ai? Dạ giống cô bạn. Ghê, ghê, dễ sợ luôn. Biết cổ bển sao không? Dạ hiền hậu. Dạ dễ thương. Với chân dài nữa chị. Không có dài, chân cục lủng à. Được không? Dạ mặc áo dài. Ai nói mặc áo dài? Dạ nói chung là thường thường mấy cô giáo mà về mầm non á
thường thường hay mặc áo dài đồ chơi con nít, mẹ cũng chơi con nít dữ lắm. Cái đó là người ta đi dạy. Dạ. Còn bữa nay người ta mặc quần sọt, quần sọt lửng, áo thun ba lỗ. Không, em nghĩ không phải vậy đâu. Em tưởng tượng ra mà em nhìn xuyên bằng đêm. Giờ cá không? Dạ. Giờ cá nè, nếu mà không mặc áo dài thua tôi cái gì? Cá luôn. Cá cái gì? Bao nhiêu cá em chơi luôn. Ba chơi chỉ điểm kỳ ba. Cho ba cái micro phỏng vấn ba cái ba chơi kỳ quá. Đấy. Con lành hơn ba. Dạ. Dạ. Ba thấy cô bên này sao ba? Dạ, chấm. Ba cho được mấy điểm ba? Mấy điểm ba? Dạ này để con trai cho. Trời ơi sao hai cha con đá qua đá lại không vậy trời ơi trời. Em hôm nay mình tới tham gia chương trình với ai? Dạ hôm nay em tham gia chương trình với mẹ của em ạ. À. Vậy hả? Dạ. Mẹ đâu? Dạ mẹ của em đây ạ. À. Dạ chào cô. Cô thấy bạn trai bên kia sao cô? Thì cái đó là do con của cô thôi chứ cũng... Cô có nhận định gì con không? Cô có góp ý thì con... mới gặp lần đầu thì thấy chắc nó nhiều. Dạ con cảm ơn cô. Dạ, đó sở trường của con đó. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Rồi thì vậy thấy hai gia đình dễ quá mà. Có nghĩa là bây giờ tùy là đôi trẻ thôi. Đó. Ông Mai qua. Dạ chào anh Quyền Linh ạ. À. Chào cô giáo. Dạ. Tướng mặt quần sọt có thun ba lỗ đẹp ghê ha. Nếu mà bạn thích một cái người biểu diễn cho bạn xem thì đây là đúng đối tượng rồi đấy. Dạ. Một anh chàng cũng rất là trai. Dạ. Nhưng mà cô giáo ít nói vậy, một cái người nói nhiều quá thì có ngại cái điều gì không? Dạ em thuộc dạng hơi điên với anh. Anh cũng không có nói ít lắm đâu. Chưa đúng lúc thôi, chưa bắt được kênh thôi. Anh cũng điên quá lắm. Hơi ấy cũng hai bình gặp nhau cũng dữ lắm mà. Thôi để hai người gặp nhau thôi ha. Bên đây đẹp trai, nói chung đẹp trai đó. Lanh ủa, lại. Bên đây cũng đẹp gái vậy anh Linh. Đẹp gái. Chúng ta cho hai người gặp đúng rồi, mặt nhau cái đã. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Chưa từ từ. Cũng nôn quá à. 2 phút dành cho nhau, bắt đầu. Em xin chào anh ạ. À. Em xin chào em. Dạ. Em thích coi biểu diễn. Dạ đúng rồi. À, vậy em có muốn anh biểu diễn một tiết mục cho em coi không? Dạ, nếu anh có chủ ý. Ở đây anh có một cái hũ ha, cái hũ này trong này không có gì. Dạ, chắc chắn không có gì đúng không? Đậy xuống. Rồi. Ở đây là trang giấy trắng. Em cầm cái quẹt, em bật lên. À. Giữ nguyên nha. Rồi. Hai mình gặp nhau đúng không? Dạ. Tình cảm bắt đầu tìm hiểu nhau. Đó, anh ảo thuật gia nữa. Và một điều kỳ diệu xảy ra khi mà chúng ta nói chuyện với nhau đúng không? Tìm hiểu nhau thì nó sẽ đơm hoa kết trái ra một cái bông hồng. Và lần đầu tiên gặp gỡ thì anh không muốn quà tặng cho em. Dạ. Này. Một cái nhẫn. Trời. Anh mua nhẫn cặp nha. Đó, hai cái hộp màu xanh giống nhau. À, màu xanh là màu xanh của hy vọng. Dạ. À, anh hy vọng mình là điểm đích cuối cùng. Đưa tay ra. Điểm đích cuối cùng là hai đứa mình đó. Em không. Em có một cái quan niệm như thế này, khi mà quen á là phải 4 giai đoạn. Đầu tiên là khởi động, cuộc chướng ngại vật, rồi tăng tốc rồi mới về đích. Chưa gì về đích em không chịu. Không, cái này không phải đích, cái này mới khởi động thôi. Giống khởi động vậy hả? Giống. Khởi động. Em thích đeo ngón nào? Em nghĩ là ngón đầu tiên. Rồi dù gì cũng nhận rồi, cho vàng hóa tay đi các bạn. Anh không tặng em bông hoa đó hả? Bông hoa để tạo thật. Bông hoa đó người ta đi kiếm cơm đó. Chết chưa? Ta quan trọng bông hoa tới cái nhẫn chưa mà. Tiêu chuẩn một người bạn gái của anh là như thế nào? À, cao. Dạ. Nguyên. Dạ. À. Giả vờ hiền được không anh? Anh nghĩ em là một người rất hiền hậu, tại vì anh cũng có biết coi tướng nữa. Dạ, anh chỉ cần một người vợ hiền thôi hả? À, hiền, đảm đang, có thể chăm anh giống như chăm em bé vậy đó. Với lại có chí cầu tiến. Dạ. Anh nghĩ chí cầu tiến vậy là tương lai anh sẽ làm gì? À, cái mục đích của anh tương lai thì nó rất là lớn. Dạ. À, mục đích của anh là có một cái biệt thự. Dạ. À, cái biệt thự đó sẽ có ba mẹ anh. Dạ. À, nhà em, ba, bên em, ở chung với nhà cho nó vui. À, có cái hồ bơi đó, chiều chiều mình sẽ dắt con ở đó bơi đó. Anh sẽ mua một chiếc mui trần, tại giờ mà xế hộp thì nó kín quá, chạy không ai thấy hết á. Anh thì hay đi xô lắm, anh sẽ chở em và con đi cùng, chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh
Tuyệt vời, đúng hả? Ước mơ của anh nó khác hẳn ước mơ của em. Ước mơ của em là gì? Em ước mơ của em là có một ngôi nhà tầng trệt thôi, cấp 4. Bình thường xung quanh nó trồng nhiều cây và hoa. Và đi xe, em thích đi xe đạp thôi. Không thích mua trần à, nếu như vậy thì anh sẽ để một cái nhà cấp 4 sát bên cái biệt thự. Em buồn buồn thì hai đứa mình có đó ở. Anh sẽ mua một chiếc xe đạp, anh sẽ trồng nguyên một vườn hoa cho em, anh cũng thích hoa lắm. Trời, ước mơ vậy đủ lắm rồi. Môi trần mà xuống xe đạp. Bây giờ vậy nè. Không, để chiếc xe đạp kế bên trước rồi. Rồi, rồi, tạm dừng ước mơ của bạn lại đi. Yeah. Chúng ta nói chuyện về hôn nhân và gia đình, quan điểm thế nào về tình yêu. Có vẻ như là em có vẻ hơi là kén chọn tình cảm đúng không? Em trong tình cảm em rất là nghiêm túc. Không kén chọn. Nhưng mà khi mình đã chọn thì là mình sẽ gọi là quyết tâm với cái sự lựa chọn của mình. Căng thẳng quá. Em làm anh căng thẳng quá. Anh là một người rất là hài hước. Anh thích anh thích nhìn thấy nụ cười rất đẹp của em. Cảm ơn anh. Mà em cầm cái nhẫn với bông hồng của anh là anh vui rồi đó. Hết thời gian. Như đó ta cũng đã cảm nhận về nhau rồi. Vấn đề là chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hãy nói thật với trái tim của mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn lại bấm nút? Em nghĩ là khi mà gặp một người á, trong một lần là mình không nên đánh giá. Mình sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó để mình quyết định. Và em nghĩ là mình nên cho mình một cơ hội. Còn em? Em đã nhìn thấy gì ở cô gái này? Dạ, em thấy bạn gái có sự hiền hậu, khiêm tốn, dễ thương. Cô giáo mà. Dạ, dễ gần. Thì chúc mừng hai bạn.